chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Khi tiêu viêm vừa trở lại bàn môn thì vừa vặn gặp ngô hạo và hồ gia. Hai người nhìn thấy tiêu viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ là ai đã đem cái tên khuôn mặt thường xuyên tươi cười này chọc giận rồi. Ánh mắt tiêu viêm lơ đáng, nhìn vào chẳng đoán ra được gì, hồ gia nhịn không được, thấp giọng hỏi, huân nhi đâu. Tiêu viêm cước bộ dừng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra một hơi, nói. Đi rồi, đi rồi, nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hồ Gia nhất thời ngần ra, kinh ngạc. Đi đâu, khi nào thì trở về, nàng trở về gia tộc, về sau sợ là không thể quay lại. Tiêu viêm dừng tại cửa phòng, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, lặng thinh đẩy cửa đi vào, sau đó thình thịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Ngô Hạo cùng Hồ Gia chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, một lúc lâu sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi, trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia hay cơ hồ là tất cả mọi người trong bàn môn đều có cảm giác kinh yêu cùng tôn sùng này chợt nghe thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ây ra, tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sĩ khi không ít thành viên bản môn sẽ tụt xuống mất. Thật lâu sau, hổ ra thở dài một hơi, nói. Ngô hạo cười gật đầu, thấp giọng nói. Khó trách, ta luôn cảm giác được huân nhi gần đây có điểm kỳ quái, nguyên lai là sắp phải rời đi. Ta sợ tiêu viêm trong lòng cũng không chịu nổi, hổ ra bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi ra bên ngoài, nói. Quên đi, không nên quấy dày hắn, cứ để hắn yên tĩnh. Ngô Hạo gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, đi theo sau. Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người cau mày cười, như vết dao khắc thật sâu trong tâm trí hắn. Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cỗ cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳm bên trong tâm trí hắn lên lỏi mà ra. Cảm giác giống như tàu hòa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia, sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này. Ta sẽ đi tìm muội cả cuộc đời này. Tiêu viêm nắm chặt tay lại, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thu căn nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ cần chịu qua được lại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn cấp đấu vương hơn, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải loa mắt. Bên trong bàn môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước tiểu lâu các, nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nói nhỏ khe khẽ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, tất cả âm thanh khe khẽ bây giờ đều dừng lại, từng đảo ánh mắt nóng bỏng cùng tôn sùng chầm chầm nhìn về cửa phòng. Tại nơi tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một khắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bàn môn đều có một loại cảm giác phấn chấn, hiện giờ bàn môn chính là bang phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bàn môn, mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy bàn môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn tiêu viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, mô hạo cùng hồ ra cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm, cô đơn sợ rằng tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu. Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, tầm mắt tiêu viêm lướt về phía chỗ thành viên bàn môn nào, người đó sẽ là không tự chủ được ngừng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, sau chợt hạ xuống, thanh âm ngắn gọn rõ ràng. Đi, nói xong, tiêu viêm cước bộ dẫn đầu, hướng cửa bàn môn bước ra, sau đó, rất nhiều thành viên bàn môn chậm rãi theo sát sau. Đội quân lớn như vậy hành tàu trong nội viện, tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đảo ánh mắt từ bốn phía hướng đến, khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bào thanh niên kia, nhất thời giật mình, chợt hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khí thế bản môn tăng vọt trong lòng mọi người, hiện giờ bản môn bởi đan dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường đan dược trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực bản môn tăng cường, dược bang kia ngày càng khó cùng bản môn tranh đoạt hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thường phạt hỏa năng đặc thù của bàn môn càng hoàn thiện bởi vậy bên trong nội viện cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác cũng đối với đãi ngộ của thành viên bàn môn hâm mộ vô cùng một đoàn người chậm rãi thẳng đến thiên phần luyện khí tháp ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác bất qua thanh thế so với bàn môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng là nằm trong 10 người đầu bất qua tiêu viêm có thể đem cả liễu kình đánh trọng thương đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý dù sao bọn họ đều rõ ràng nếu tiêu viêm cùng liễu kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối chỉ sợ hai người đều bài danh ba người đầu sắp tới tiên phần luyện khí tháp tiêu viêm cũng gặp lâm tu nhai dẫn theo một đám người song phương gặp mặt đều là ngẩn người ra rồi chợt cười vang tiếp đón nhau vừa lúc tiếp đón tiêu viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau lâm tu nhai tính ra chỉ vẻn vẹn có 20 người nhưng trong lòng thầm khen một tiếng họ nhân số tuy kém so với bản môn nhiều nhưng hơi thở đều là ẩn lại trong mắt lấp lóe tinh quang cả người khí thế ngưng tụ thực lực đều ít nhất là nhất tinh đấu linh Nói vậy đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện à, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể lấy một địch người, đây mới là chân chính tinh nguyện. Khi tiêu viêm đánh giá nanh sói phía sau lâm tu nhai, lâm tu nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh tiêu viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng tiêu viêm chuyện trò cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt kia. Khi tiêu viêm dẫn người đến tiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài đã sớm tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy cũ lâu đời, khó có thể thay đổi. Đám người tiêu viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý đến. Danh vọng tiêu viêm bây giờ không thấp hơn so với lâm tu nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra. Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên, không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người tiêu viêm dựa vào số đông, trực tiếp như thanh đao nhọn đâm vào đám người mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng. Bản môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người cũng không khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán. Hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng ở bên ngoài đó, Hâm mộ nhìn các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi, không nghĩ tới hiện giờ, hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa. Liễu Kình, tên đó cũng tới rồi. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống hướng hắn bĩu môi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngần ra, ánh mắt liền quét tới. Quả nhiên, tại đám đông bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng đến cô thiên phần luyện khí tháp. Đầu lình của đám người đó, lưng đeo đại liệt sơn thương, Liễu Kình, phía sau là Liễu Phì Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so cùng nhanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Hắc Bảo thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì vậy, từng đạo ánh mắt lại truyền rời lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp đang đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều đám đông chung quanh nhìn chăm chú, Liễu Kình thoáng trần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bàn môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến, nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ định ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của Song Phương lập tức làm cho thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sông mái với nhau. Cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình liền dừng cước bộ lại, vung tay lên. Đám đại hán hùng hổ kia nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn đứng chỉnh tề, rất có khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh, chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia. Thanh âm trầm thấp nói, người rất mạnh, ta đã xem thường ngươi." Tiêu Viêm cười cười, cười hướng về phía Liễu Kình chắp tay, nói: "May mắn mà thôi, trong chiến đấu không tồn tại may mắn." Liễu Kình nhàn nhạt, nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nóng bỏng hướng Tiêu Viêm, nói: "Bất quá, từ giờ trở đi, đối thủ của ta lại có thêm một người. Điều này đối với ta mà nói, là một đại hỷ sự. Về sau khi có dịp, ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại." Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời lại, liền xoay người mang người đi đến địa phương không xa đó chờ đợi cửa mở. Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này, nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người tới. Cuối cùng gần nửa giờ sau, hai bên tà hữu, đột nhiên có tiếng xé gió vang trời. Vài đạo thân ảnh già nua thoáng hiện ở ngoài cửa tháp, trong đó có một người dẫn đầu, chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Ha ha, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nhiều lời. Tô Thiên đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi cũng không nói nhiều liền vung tay lên. Cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận thanh âm, rồi từ từ mở ra. Mười một người đứng đầu cường bảng, theo ta tiến vào. Những người khác không được phép, nếu vi phạm, trong vòng nửa năm, đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong đó. Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thôi lui, xoay người tiến vào trong tháp. Nhìn bóng dáng Tô Thiên, tiêu viêm đứng dậy trong từng đảo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp khi tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp, quang mang bỗng ảm đảm đi rất nhiều, tiêu viêm hướng mắt lên đã thấy Tô Thiên đứng tại phía trước tựa hồ như đang đợi bọn họ. Tô Thiên nhìn thấy tiêu viêm dẫn đầu tiến vào, liền hướng phía hắn cười cười, nhưng nhìn người thanh niên đứng trước mặt khuôn mặt vẫn bình thản. Hắn vui vẻ gật gật đầu, trong lòng âm thầm khen. Tiểu tử này, không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa định lực lại cứng cỏi, có thể có thành tựu như vậy, cũng không phải đều là do ngẫu nhiên. Sau lưng tiêu viêm, không bao lâu sau khi hắn đến, lâm diễm, lâm tu nhai cùng đám người cũng lục tục tiến vào mười một người đều dừng lại đứng trước mặt Tô Thiên, ngoại trừ tự nhiên có chút thiếu kiên nhẫn còn những người khác phần lớn đều rất hưng phấn. Uy, tiêu viêm, đồ vật kia ta đã ăn hết sạch rồi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi nên luyện chế thêm cho ta. Tự nhiên không thèm để ý tới Tô Thiên, nhảy nhót đến bên cạnh tiêu viêm, lôi lôi kéo kéo tay áo hắn, mái tóc đôi ngựa vung vầy, thấp giọng than thở nói. Trong khu tháp này tối quá, tiêu viêm mỉm cười gật đầu. Hắn biết bản thể tự nhiên vốn là ma thú nên đối với hỏa diễm có chút tâm lý bài xích, tâm hỏa căn nguyên đối với nàng cũng là không có mấy tác dụng, dù sao nàng đã tiến vào đấu vương giai cấp rồi, bất quá có chút ít còn hơn không, dù ít dù nhiều cũng có lợi, cho nên tự nhiên cũng không phản đối tham gia. Tính tình nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng đối với việc này vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Tô Thiên ho nhẹ một cái, trừng mắt lên, không thèm nhìn tự nhiên một cái, bất đắc dĩ đem ánh mắt sang nhìn đám người tiêu viêm, nghiêm túc nói. Các người phải đi theo sau ta, không được tự tiện đi lại một mình. Tới tầng dưới rồi cũng không được tùy ý đi lại mặc kệ có động tính gì, cũng không được đi loạn xung quanh. Nếu không, ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi, hiểu chưa? Mọi người nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng gật đầu. Tô Thiên nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới xoay người đi trước dẫn đường. Lỗ tuyến đi xuống tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp có rất nhiều, nhưng Tô Thiên lại dẫn đám người Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào thông qua một cái cửa sắt. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên đang đi phía trước, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, hắn rõ ràng cảm thấy sau cửa sắt có một hắc động sâu không thấy đáy, ẩn núp trong đó đích thị là vẫn lạc tâm viêm. Tiêu Viêm với tâm trạng kích động đi theo Tô Thiên đi tới trước, tiến vào cửa sắt. Từ trên các vách tường, một thứ ánh sáng nhàn nhạt tỏa xuống, chiếu lên tấm cửa sắt tạo ra một cảm giác có chút mông lung. Bất quá, tuy rằng ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng cũng không gây trở ngại cho Tiêu Viêm, nhìn về phía giữa cái không gian khổng lồ kia đang có một động khẩu dần mở rộng. Mặt khác, mấy người còn lại cũng là có chút tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả đám người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng là lần đầu tiên tiến vào, nên tò mò ngước nhìn xung quanh, sau đó không lâu thì dừng lại tại giữa không gian khổng lồ kia tuy rằng mọi người trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng vừa nghĩ tới lời dặn dò khi nãy cô Tô Thiên cũng không dám tùy ý bước ra khỏi hàng để đi tới xem xét. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao dừng lại tại hắc động tối đen kia, một lúc lâu sau mục quang mới hướng về Tô Thiên phía trước. lỗ tuyến của Tô Thiên lúc này chính là vị trí bên cạnh không gian rộng lớn kia, bởi vậy khoảng cách tới trung ương hắc động còn khá xa. Bất quá như thế, đám người Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy. Dọc theo một bên mà đi, Tô Thiên mang theo mọi người tiến vào một thông đạo uốn lượn ánh sáng mờ mịt. Tô Thiên cước bộ vẫn không ngừng rẽ ngang lên thang lầu đi tới. Tiêu viêm có thể nhận thấy được, đám người bọn hắn đang ở sâu dưới đáy thang lầu thông đạo thiên phần luyện khí tháp. Phòng thủ xâm nghiêm như vậy đủ để cho đám người tiêu viêm cảm thấy khiếp sợ, cơ hồ mỗi một vài bước đi, lại xuất hiện một gã thủ vệ đứng thẳng như tượng được điêu khắc. Phòng thủ nghiêm mật như vậy phối hợp với không khí u ám xung quanh, khiến cho vài người thầm nuốt một ngụm nước miếng mà run sợ nếu không phải mọi người trong nội viện đều tín nhiệm lời nói của tô thiên chỉ sợ bây giờ có người nhịn không được phải hoài nghi tô thiên có hay không đem bọn họ mang đến một nơi tuyệt điện nào đó bầu không khí như đè nén xuống cơ hồ không ai hưng thu nói gì ngoại trừ tự nhiên dọc đường đi không ngừng vòng quanh tiêu viêm nói xì xầm gì đó những người khác vẻ mặt đều nghiêm trọng đội ngũ nghiêm trình chỉ có tâm trạng hỗn độn cùng tiếng hít thở loại cảm xúc đè nén hồi hộp này liên tục rằng co gần nửa giờ sau bầu không khí đó cũng bị quang mang xuất hiện ở cuối thông đạo tối tăm đánh cho tan biến đi Tới rồi, bước nhanh về phía cuối thông đạo, âm thanh của Tô Thiên nhàn nhạt vang lên, nhất thời làm tinh thần mọi người phấn chấn lên, cước bộ vội vàng nhanh hơn tiến về phía trước. Đi ra khỏi thông đạo tối tăm, đám người Tiêu Viêm khi gặp ánh sáng mạnh liền nhắm hai mắt lại, rồi ngay sau đó liền mở ra, ánh mắt mọi người đảo qua khắp nơi, chợt thần tình kinh ngạc. Đây là một khoảng không gian rộng mở vô cùng khoáng đáng, chiếm địa cực quang, nhìn xuống dưới, cơ hồ so với mặt trên cứ một tầng đều mở rộng thêm. Hơn nữa, bởi vì nơi này cũng không có nhiều luyện thất lắm, nên liếc mắt một cái nhìn quanh thì có loại cảm giác trống rỗng. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn xung quanh, một lát sau thì ánh mắt dừng lại tại trung ương địa sở, tại nơi đó có một động khẩu rộng chừng mấy chục thước. Đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, chỉ thấy tại tầng đỉnh cao tới gần trăm mét, một cái động khẩu cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tinh chuẩn rất giống hắc động phía dưới. Hiển nhiên, thiên phần luyện khí tháp mỗi một tầng tựa hồ đều có một cái động khẩu, hơn nữa, các động khẩu này rất giống nhau. Xem ra tại nơi sâu nhất của hắc động là nơi có bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ là không biết, đó là tầng thứ mấy tiêu viêm trong lòng lầm bầm nói, tất cả theo ta lại đây. Tô Thiên ánh mắt đảo quanh nhìn một lượt, rồi chợt hướng đám người tiêu viêm vung tay lên nói. Tô Thiên tiến tới trung tâm vị trí quảng trường, tiêu viêm thấy thế, ánh mắt chợt thay đổi, liền bám theo sau. Càng tiếp cận trung tâm hắc động, tiêu viêm càng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu khác thường bao phủ ở quanh cơ thể. Khi còn cách động khẩu hắc động chừng 20 lần hô hấp, Tô Thiên dừng cước bộ lại, bàn tay vung lên, nhất thời hai đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, cuối cùng đứng cách động khẩu tầm 10 thước. Tiêu viêm liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái. Hai người này rõ ràng cũng là nội viện trường lão, chẳng qua tựa hồ bên ngoài không thường lộ diện, cho nên ngay cả hắn cũng không thấy qua. Tất cả ngồi xuống đi, Tô Thiên chỉ xuống một chỗ trên mặt đất, nơi đó có 11 cái ngọc thai đặc chế, nhìn qua tất cả đều xanh biếc như phỉ thúy. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ngọc thai, nhất thời cảm giác thấy một cỗ ôn hàn nhàn nhạt, nhạt thẩm thấu vào. Ngồi ở chỗ này, tựa hồ ngay cả cái nóng cháy của ngoại giới đều bị ngăn cách lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ngồi trên ngọc thai, Tô Thiên lúc này mới xoay người cùng một vị trường lão thấp giọng nói vài câu, rồi sau đó hai gã trưởng lão chậm rãi đến gần động khẩu hắc động kia hai tay nhanh như thiềm điện kết xuất thủ ấn cuối cùng giọng trầm xuống quát theo tiếng quát của hai người dần hạ xuống chỉ thấy tại hắc động chống trải bỗng nhiên nổi lên một trận dao động ngay lập tức có một tầng năng lượng hư ảo hiện lên chậm rãi xuất hiện ở nơi mọi người đang nhìn chăm chú nguyên lai like nơi này có năng lượng đặc thù phong tỏa xem ra nội viện đối với vẫn lạc tâm viêm phòng vệ thật sự nghiêm mật nhìn tầng năng lượng hư ảo nhưng lại cực kỳ vững chắc kia tiêu viêm trong lòng chợt nhủ sau khi tầng năng lượng kia hiện lên hai vị trưởng lão tay xuất nhất chiêu nhất thời, một đạo hào quang màu trắng nhàn nhạt chậm rãi từ bên trong hắc động phiêu đãng mà ra. Cuối cùng, vầng năng lượng thẩm thấu, huyền phù cách mặt đất hai thước. Sau khi vầng hào quang màu trắng xuất hiện không lâu, lại liên tiếp có một vầng hào quang nữa bay ra. Một lúc lâu lúc sau, tổng cộng có 11 cái luồng sáng xuất hiện ở trước mặt đám người Tiêu Viêm. Mọi người mở trừng hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn vầng hào quang màu trắng đục trông giống quả trứng gà kia. Nhìn sắc mặt mờ mịt của mọi người, Tô Thiên Ảm đạm cười, tay áo bảo nhẹ huy động, nhất thời, vầng hào quang mờ ảo kia cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng đem vật bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Vầng hào quang dần trở nên trong suốt làm hiện ra bên trong một đoàn năng lượng vô hình, dùng mắt thường có thể thấy nó giống như một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này lượn lờ bốc lên, bất quá nhiệt khí tựa hồ toàn bộ đều bị vầng hào quang kia cách ly. Bởi vậy, đám người tiêu viêm đều là không phát hiện ra một chút nhiệt lưu nào. Đó là căn nguyên tâm viêm, Tô Thiên chăm chú nhìn vào ngọn lửa vô hình đó, nhàn nhạt nói: "Loại căn nguyên tâm viêm này rất khó đạt được, hàng năm hao tốn của chúng ta nguồn nhân lực lớn, mới có thể có được 3 đến 4 phần hỏa diễm. Hơn nữa, việc này còn phải xem vào vận khí, thứ này đối với những người đấu vương trở lên tác dụng không qua lớn, nhưng dưới đấu vương có thể dựa vào năng lực để tấn cấp đấu vương. Đương nhiên đây là khó khăn không nhỏ, thân thể sẽ chịu đau đớn lớn, phải rất kiên trì, nhẫn nại, nếu chỉ có một chút sơ suất sẽ không chỉ thất bại mà còn tạo cho thân thể tổn hại không nhỏ. Đại trưởng lão, căn nguyên tâm viêm đoán thể này, một năm xác suất thành công là bao nhiêu? Lâm Diễm duỗi tay ra, thật cẩn thận hỏi. Mỗi lần đều có 10 người đứng đầu cường bảng tới đây tiếp thụ đoán thể. Thất bại cũng không thấp, mỗi lần đều có một nửa số người thất bại. Tô Thiên thanh âm nhẹ nhàng bâm qua, nhưng lại khiến một số người chán toát mồ hôi lạnh, một nửa thất bại có vẻ khó. Đấu Vương giai cấp, đừng nói là Đại Lục cường giả phân thủy lính muốn tấn trước giai cấp này có khá nhiều khó khăn. Các ngươi hiện là Đấu Linh đỉnh phong, hẳn là cực kỳ rõ ràng, nếu không đủ cơ duyên, cả đời đều dừng lại tại cấp bậc này, cũng không phải không có khả năng. Tô Thiên liếc nhìn đám người lâm tu nhai, Liễu Kình nói: nếu là không dám tiếp thụ đoán thể, liền có thể nói ra. Căn nguyên tâm viêm này cũng cực kỳ chân quý, có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt nhất. Tô Thiên Tùy ý nói, mọi người nghe vậy hai mặt liền nhìn nhau, mọi người tự nhiên không muốn rút lui, cũng theo như lời Tô Thiên, tấn chức đấu vương quá mức khó khăn, có cơ duyên như vậy, nếu là buông tha thì ngày sau sẽ hối hận, nếu không có ý kiến gì nữa. Như vậy, mọi người nhắm mắt dưỡng thần, không được phân tâm, vạn nhất xuất hiện vấn đề, chúng ta sẽ ra tay. Tô Thiên nhìn đám người không nói lời nào, liền vung tay lên, một luồng sáng đó bay vút đến đỉnh đầu mọi người, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người. Thình thịch, một tiếng vỡ tan mở ra, ngọn lửa vô hình trong đó liền cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống rồi theo đỉnh đầu mọi người chui vào. Đến đây là hết tập 34 của bộ đấu phá thương khung, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.